rất là cần đến đến sắt đấy ạ. Và sau cái tuổi sau tuổi 24 thì phụ nữ bắt đầu xuất hiện tình trạng lão hóa da, đúng không ạ? Lão hóa thì lão hóa của cơ thể sẽ biểu hiện sớm nhất ở trên da, và chúng ta soi gương đều nhìn thấy, và người ngoài cũng nhìn thấy cái tình trạng này. Thì trong cơ thể nó đã xuất hiện cái tình trạng lão hóa của tế bào già, bị già hóa rồi, và biểu hiện ở trên da là đầu tiên. Vậy thì cái hiện tượng lão hóa này sẽ biểu hiện ra là da thô ráp này, sần sùi, xuất hiện các cái lỗ chân lông to. Ngày trước 18 tuổi thì da đẹp lắm, da gọi cứ gọi là búng da sữa, đúng không ạ? Và không cần dùng mỹ phẩm gì, da cũng đẹp tự nhiên. Đấy, nhưng mà đến sau tuổi 24, nếu mà phụ nữ mà cứ để hồn nhiên tự tin về cái làn da tuổi thiếu nữ của mình, thì sau tuổi 24 mà chúng ta không biết bảo vệ, chúng ta không biết giữ gìn, thì sẽ xuất hiện cái tình trạng là lão hóa sớm. Và cái tình trạng đó thì gây lên bởi rất là nhiều các yếu tố, và xuất hiện các nếp nhăn này, rồi xuất hiện các cái vết chân chim đồi mồi này. Da bắt đầu kém đàn hồi, trùng nhão chảy xệ, đúng không ạ? Không còn cái độ săn chắc nữa. Và rất nhiều người gặp cái tình trạng là sau sinh thì bị tàn nhang, bị nám da, đúng không ạ? Bị vấn đề về các sắc tố rất là nhiều. Và ngoài ra thì còn các cái bị vấn đề về mắt, ví dụ như là quầng thâm mắt này, hoặc là cái bọng mắt bị to ở dưới mắt. Xuất hiện ngày càng rõ rệt, và đây chính là một cái biểu hiện già hóa của cái cơ thể sau cái tuổi 24. Vậy thì cái nguyên nhân là lão hóa da này là do gì? Do tuổi tác ngày càng tăng, đúng không? Là sẽ không thể mãi mãi tuổi 18 được, đúng không ạ? Và sau tuổi 24 thì bắt đầu là tuổi tác tăng lên thì sẽ bị già hóa, mỗi năm già hóa một ít, mỗi năm già hóa một ít. Và thêm nữa, đó chính là cái nguyên nhân gì ạ? Nguyên nhân lười vận động và thức khuya. Thức khuya thì có những cái nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng là đấy là thời điểm mà cơ thể cần nghỉ ngơi, cái bộ máy cơ thể chúng ta cần nghỉ ngơi. Nhưng mà có một số đại bộ phận những cái đối tượng, ví dụ như các bạn trẻ này, hoặc là những cái người mà do đặc thù công việc thường xuyên phải thức khuya, và ngồi văn phòng thì lười vận động, ít đi lại, thì cũng gây ra cái tình trạng lão hóa này nhanh hơn ạ. Và tiếp theo, cái thủ phạm tưởng như là vô hình thế nhưng mà không kém phần nguy hiểm, đó chính là bức xạ từ mặt trời, bức xạ từ các thiết bị điện tử, từ các cái ánh sáng xanh ở trong phòng, và khói thuốc lá, các anh chị. Và thêm nữa là một cái nguyên nhân đầu bảng, đó chính là cái chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống mà nhiều đường và có nhiều cái đồ cay nóng thì sẽ là cái thủ phạm chính để gây ra cái tình trạng lão hóa, và đặc biệt là lão hóa biểu hiện ở trên da. Và mới cuối cùng mới ra đến gen di truyền. Gen di truyền này thì có những người mà ông bà chúng ta có cái yếu tố về gen di truyền này, chúng ta sẽ có một cái xu hướng, một phần nào đó sẽ giống cái lão hóa sớm, tình trạng lão hóa sớm như vậy. Thêm nữa là sau cái tuổi gì ạ? Sau cái tuổi 24 là đến cái giai đoạn 3 là xuất hiện cái vấn đề về xương khớp, đúng không ạ? Xương khớp thì biểu hiện như nào ạ? Là đau lưng, mỏi gối, tê tay, đúng không ạ? Đúng ạ, cái này thì chúng ta nghe rất nhiều trên quảng cáo ạ, đúng ạ. Tê tay này, mỏi gối này, đau xương khớp này, đi cầu thang thì kêu rắc rắc này, rồi cái đốt sống cổ này. Thì vậy thì những cái vấn đề này có thể được gọi ra trên khoa học, đó chính là loãng xương này, rồi thoái hóa các cái khớp, hoặc là tình trạng viêm khớp, hoặc là đau nhức các cái xương khớp. Thế vậy thì nguyên nhân gây ra cái vấn đề xương khớp là gì? Nguyên nhân gây ra đó chính là cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày của trẻ em gái và phụ nữ nói chung trong gia đình chúng ta là thường xuyên thiếu hụt các cái chất dinh dưỡng cần thiết cho hệ xương chắc khỏe. Và ngoài ra thì do các cái yếu tố khách quan nữa, đó chính là sau sinh thì cơ thể của phụ nữ thường rất dễ tăng cân và tích mỡ, thì đây cũng chính là một cái nguyên nhân, là cái gánh nặng đè nặng lên cái xương khớp, làm cho xương khớp có vấn đề, bởi vì cả một cái khối mỡ rất là nhiều. Và ngoài ra thì do cái quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể, đó chính là quá trình hủy xương và tạo xương ở trong cơ thể là một quá trình tự nhiên, thì càng lớn tuổi thì cái quá trình hủy xương nó sẽ lớn hơn cái quá trình tạo xương, cũng là nguyên nhân để gây ra cái tình trạng xương khớp này ngày một nhiều. Và thêm nữa là cái suy giảm nội tiết tố estrogen của phụ nữ,
Chúng ta nghe rất nhiều về estrogen đúng không ạ? Estrogen là một cái loại nội tiết tố mà để giúp duy trì cái sắc vóc vẻ nữ tính của phụ nữ đấy đúng không ạ? Nhưng mà cái nội tiết tố này thì sẽ suy giảm theo thời gian các anh chị. Chúng ta sẽ không thể mãi mãi là tuổi 18 đôi 10 được, và khi gặp cái giai đoạn thứ ba đó chính là sau tuổi 35, có những người sớm hơn là sau tuổi 30 cũng đã xuất hiện cái tình trạng suy giảm nội tiết tố rồi. Ví dụ như tóc bạc sớm này, đúng không ạ? Rồi kinh nguyệt không đều này, rồi các cái vấn đề khác về 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 chức năng nội tiết, cơ quan sinh lý của phụ nữ cũng có xuất hiện. Đó. Và thêm nữa, đó cái tình trạng mà gây lên vấn đề xương khớp là gì? Ít vận động. Ít vận động này thì vừa nãy chúng ta cũng nói rồi, là cái tình trạng ít vận động này, vậy thì nó lại xuất hiện ở trong cái tình trạng xương khớp này. Đấy. Đáng kể là vận động nhiều thì xương khớp nó mới đau chứ đúng không ạ? Thế tại sao ít vận động thì lại gây ra vấn đề xương khớp các anh chị? Nó cũng rất là hay đúng không ạ? Và một cái thủ phạm gây ra cái vấn đề xương khớp này đó chính là gì ạ? Thói quen mang giày cao gót. Chị em phụ nữ mình thì ít nhất trong nhà chúng ta hoặc trong tủ giày của chúng ta, kiểu gì thì kiểu ít nhất cũng có một đôi giày cao gót đúng không ạ? Không thể chạy đâu cho thoát. Ít nhất là ai mà ít sắm giày lắm thì kiểu gì cũng phải có một đôi đúng không ạ? Vậy cái đi giày cao gót, cái việc mà đi giày cao gót so với việc mà đi giày bệt hoặc là đi các cái dép thấp ấy, là nó giúp tôn dáng của phụ nữ lên rất là nhiều. Dáng đi của chúng ta khoan thai uyển chuyển hơn, nhưng lại có một cái tác hại, đó chính là chúng ta đi thời gian lâu, đi nhiều, đi thường xuyên thì sẽ gây ảnh hưởng đến cái xương khớp khi chúng ta sử dụng nó quá là nhiều. Vậy thì nên tiết chế lại để chúng ta không gặp phải cái vấn đề này các anh chị nhé. Và khi mà chúng ta đã nhận biết được các cái vấn đề về các cái về về hay xảy ra trong các cái giai đoạn của người phụ nữ và trẻ em gái của chị em chúng ta rồi, thì sẽ có một cách thức để chăm sóc sức khỏe phụ nữ làm sao mà chúng ta luôn luôn duy trì được một vẻ một cái sự tươi trẻ, sức khỏe khỏe khoắn, để chúng ta có thể đảm đương được tất cả những cái vai trò từ nội trợ cho đến làm mẹ, cho đến làm vợ, cho đến làm cô giáo của con đúng không ạ, cho đến làm bạn của chồng, cho đến làm chuyên gia về tâm lý của cả chồng và con, rồi cho đến làm gì ạ, làm sếp ở ngoài công việc, rồi làm những người nhân viên mẫu mực đúng không ạ, rồi làm những cái vai trò khác ở ở trong cái doanh nghiệp của mình và ở ngoài xã hội của mình. Vậy thì cách thức chăm sóc sức khỏe thì nó đầu tiên thì phải nói đến chế độ ăn uống lành mạnh các chị. Khi liên quan đến sức khỏe thì các cái yếu tố khác cũng rất là quan trọng, nhưng yếu tố đầu tiên sẽ là yếu tố ăn về chế độ ăn uống. Tại sao lại như vậy? Và các chị không biết là có đã nghe thấy câu là chúng ta là những gì chúng ta ăn chưa? Đâu đó thì Việt Anh nghe rất nhiều về cái câu này, và khi mà nghiên cứu về dinh dưỡng thì quả thật là cô này đúng rất là chính xác. Chúng ta là những gì chúng ta ăn vào ạ. Vậy thì cái chế độ ăn và đặc biệt là chế độ ăn lành mạnh sẽ quyết định và giải quyết được những cái vấn đề ở trong mỗi giai đoạn của người phụ nữ để giúp chúng ta có một cái sức khỏe tối ưu. Vậy thì trên đây là hình ảnh của một đĩa thức ăn ạ. Đĩa thức ăn này thì chia ra 1 phần 2 là rau củ quả nhiều màu sắc, tối thiểu là 400 gram một ngày. Và 1 phần 4 là chất đạm, gồm có thịt cá, protein, các loại từ các loại thực vật. Và 1 phần 4 còn lại của đĩa đó chính là chất bột đường. Vậy bột đường thì chúng ta hay ăn cơm đúng không ạ? Cơm trắng rồi gạo lứt hoặc là các cái loại về tinh bột. Thì ưu tiên là chúng ta nên sử dụng cái bột đường. Bột đường gì ạ? Bột đường phức hợp đó chính là gì? Là gạo lứt, là khoai, là các cái củ ví dụ khoai tây, khoai lang đúng không ạ? Thì là những cái loại bột đường tốt đúng không ạ? Và ngoài ra thì trong cái đĩa thức ăn này sử dụng cho mỗi bữa ăn thì nên sử dụng thêm chất béo lành mạnh, ví dụ như là dầu ô liu hạt cải này, và khuyến cáo là bao giờ cũng phải uống là ít nhất từ 1,5 lít đến 2 lít nước một ngày nếu như phụ nữ chúng ta muốn duy trì một cái vẻ ngoài mịn màng tươi trẻ và khỏe mạnh, thì nước không thể nào thiếu được, bởi vì 70% cơ thể chúng ta là nước đúng không ạ? Và
Thường thì phụ nữ chúng ta thì hoạt động và đóng làm rất là nhiều vai trò trong một ngày như vậy, thì cái việc mà mất nước hoặc là các cái vấn đề về làm cho cái việc mà giảm cái lượng nước trong cơ thể chúng ta rất là nhiều, vậy thì chúng ta phải ít nhất là uống ít nhất là 1,5 lít đến 2 lít nước một ngày để đảm bảo cho các cái hoạt động ở trong cơ thể của chúng ta được trơn tru, và đồng thời là sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta được cân bằng. Và thêm nữa một cái này là rất nhiều người là không để ý đến, đó chính là cái việc mà ăn muối và ăn đường. Nếu mà chúng ta thực hiện được giảm cái bớt cái lượng muối và lượng đường trong khẩu phần ăn đi thì sẽ giúp cho cái chế độ ăn, góp phần vào chế độ ăn lành mạnh của phụ nữ chúng ta rất là nhiều. Đấy, và trên đây là cái khuyến cáo dành cho phụ nữ chúng ta. Thì có một số bạn ở trong phòng Zoom thấy khá là lạ đúng không ạ? Bởi vì gia đình chúng ta thường quen ăn gì ạ? Ăn bát đúng không ạ? Ăn ăn chúng ta cho vào những cái bát hoặc cái đĩa về thức ăn, và gia đình chúng ta sẽ gắp chung vào cái đĩa thức ăn đó và lấy ra bát của chúng ta ăn đúng không ạ? Nhưng mà đây là theo nguyên tắc khoa học thì chế biến và thể hiện thức ăn ở trên một chiếc đĩa này thì sẽ dễ đong đếm cái khẩu phần và kiểm soát được lượng thức ăn để tốt lành mạnh nhất và khoa học nhất dành cho sức khỏe. Vậy thì ở trong một cái bữa ăn như vậy thì các chất dinh dưỡng mà phụ nữ chúng ta cần quan tâm là gì các anh chị? Đầu tiên phải nhớ lại cái vấn đề mà chúng ta thường gặp nhất, đó chính là gì? Thiếu máu do thiếu sắt đúng không ạ? Thế vậy thì cái vai trò của sắt này, sắt thì cùng với protein thì tạo ra cái huyết sắc tố trong cái tế bào máu, và đây chính là cái huyết sắc tố mà mang oxy đi khắp cơ thể để nuôi dưỡng các cái tế bào. Thế vậy thì sắt đóng vai trò vô cùng quan trọng đúng không ạ? Để mang oxy đi nuôi dưỡng tế bào. Cơ thể của chúng ta cũng thế, không có oxy thì không thể thở được, và các tế bào cũng vậy, không có oxy thì cũng không thể sống được ạ. Vậy thì sắt là đóng vai trò cực kỳ quan trọng đầu bảng, và ngoài ra còn tham gia vào thành phần của các men oxy hóa khử. Đây là một cái từ về chuyên môn, thế nhưng tóm lại là vai trò cực kỳ quan trọng. Và trong thực phẩm thì cái nguồn cung cấp sắt đó chính là gì ạ? Từ thức ăn từ động vật đúng không ạ? Ví dụ như từ nội tạng động vật này, thịt đỏ này, rồi các loại hải sản này thì cũng cung cấp rất là nhiều sắt. Và ngoài ra thì là các loại thực vật cũng cung cấp sắt nha anh chị nhé. Ví dụ như là hạt bí này, các loại đậu và các loại rau họ cải thì cũng cung cấp sắt ạ. Phụ nữ và cái nhu cầu của phụ nữ không mang thai, đó chính là phụ nữ bình thường. Thì như ví dụ chị em phụ nữ chúng ta sau trải qua thời kỳ sinh nở rồi ấy, thì sẽ tương đương tỷ lệ cần sắt là 18 gram sắt trên một ngày, và phụ nữ tỷ lệ này đối với phụ nữ mang thai đó chính là 27 mg sắt một ngày cơ các anh chị. Tỷ lệ rất là cao đúng không ạ? Gần gấp đôi đúng không ạ? Vậy thì tiếp theo đó chính là cái vitamin mà chúng ta quan tâm thứ hai sau sắt, đó chính là vitamin C. Vitamin C thì các anh chị đã biết rồi, thời kỳ Covid thì nói đến vai trò của C rất là nhiều. C thì chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây oxy hóa có hại cho cơ thể đúng không ạ? Và đồng thời là C thì tham gia cổng tổng hợp collagen và các cái thành phần mô liên kết, tăng cường chức năng hệ miễn dịch và gia tăng hấp thu sắt các anh chị nhé. Nên vậy thì muốn cơ thể chúng ta hấp thu sắt một cách tối đa không thiếu sắt thì cần thiết phải bổ sung vitamin C hàng ngày. Và cái thực phẩm ăn uống giàu vitamin C đó chính là các loại quả cherry, bưởi, rồi dâu tây, cà chua, ớt chuông. Đây là những cái loại quả mà chúng ta có thể tìm rất là phổ biến đúng không ạ? Và ngoài ra các loại rau cũng rất là giàu vitamin C, rau ngót này, rồi rau muống này, bông cải xanh, rau dền đỏ, rau mùi, mồng tơi rất là nhiều. Vậy thì cái nhu cầu vitamin C này là gì ạ? 100 g C đối phụ nữ từ 18 năm đến 55 tuổi, và cái tỷ lệ này là tăng thêm là 110 g/mg đối với phụ nữ mang thai, và phụ nữ cho con bú thì lại là 145 mg C một ngày. Các anh chị lưu ý nhé, nếu chúng ta sắp sửa vào cái thời kỳ là mang thai hoặc cho con bú thì chúng ta nên lưu ý cái tỷ lệ này, bởi vì là thường thì cơ thể chúng ta sẽ cần nhiều cái chất dinh dưỡng hơn khi cái thời kỳ mà chúng ta không phải mang thai và cho con bú. Và ngoài ra C và sắt ra thì có một cái thực phẩm đó chính là vitamin B9 gọi là axit folic folate đấy ạ.
Cái vai trò của axit folate này thì nó tham gia cái tế bào hồng cầu và phát triển các cái tế bào khỏe mạnh và là một cái chất dẫn truyền thần kinh ở não. Thiếu folate thì sẽ làm gia tăng nguy cơ tim mạch và gây ra hình hiện tạng thiếu máu, mệt mỏi và đau đầu. Vậy thì ai mà hay bị đau đầu ấy, rồi hay bị có cái tình trạng về gì ạ, mệt mỏi mà không rõ lý do thì rất khả năng là chúng ta thiếu cái vitamin B9 này, hay còn gọi là axit folic này đó. Và cái nguồn cung cấp axit folic này chúng ta có thể tìm thấy nhiều ở ví dụ như là các loại rau mang tây này, rau snack, rau cải xoăn, rồi cam lê, táo, bưởi, dâu tây, rồi các loại đỗ lạc, hoặc là trong cái mờ thực phẩm ví dụ như mầm lúa mì, hoặc là gan của động vật, men bia cũng có. Đấy, vậy thì là uống bia cũng có góp phần là có vitamin B9. Và cái nhu cầu của cái phụ nữ bình thường từ 18 đến 55 là 400 400 vitamin B9, còn phụ nữ mang thai thì tỷ lệ lại cao hơn là 600, và phụ nữ cho con bú thì là 500 các anh chị nhé. Sau đó thì là các phụ nữ rất là cần quan tâm, đó chính là vitamin E. Vitamin E còn gọi là gì ạ? Là vitamin của sinh sản, đúng không ạ? Phụ nữ của mình là, nhắc đến phụ nữ gọi là một nửa của thế giới, là tạo ra đàn ông, tạo ra cả thế giới, đúng không ạ? Vậy thì phụ nữ của mình là mang một cái đặc quyền, đó chính là duy trì nòi giống. Vậy thì cái vitamin E này là một cái vitamin gọi là vitamin của sự sản sinh, của sự sinh sản, và có cái tác dụng là chống oxy hóa, bảo vệ màng tế bào, tốt cho da, tim mạch, hệ miễn dịch, bảo vệ hệ cơ xương và các cái võng mạc. Đó. Ngoài ra thì dầu thực vật có rất là nhiều trong cái gì ạ? Trong các loại ví dụ như là cải xoăn này, lúa mì, dầu thực vật. Và vitamin E thì đối với phụ nữ từ 18 đến 55 tuổi thì sẽ cần 9 6 mg vitamin E một ngày, tương đương với 9 IU. Còn phụ nữ mang thai thì sẽ cao hơn là từ 6,5 đến 7 đối với phụ nữ cho con bú. Và sau đó thì là canxi. Phụ nữ chúng ta cần rất nhiều dưỡng chất, đúng không ạ? Bởi vì cơ thể chúng ta là mang rất nhiều các trọng trách, là sinh nở này, rồi thì là hàng tháng là đều phải mất một lượng máu nhất định vào kinh nguyệt này, rất là nhiều thứ. Vậy thì chúng ta cần nhiều các cái vitamin và khoáng chất cho cơ thể của chúng ta nhiều hơn. Vậy thì sau đó chính là cái canxi. Canxi là một cái khoáng chất cần thiết giúp cho cơ xương chắc khỏe, và bổ sung canxi tối ưu của xương ngay từ khi còn trẻ sẽ giúp cho duy trì được cái mật độ xương và giảm thiểu cái tỷ lệ mất xương khi về già. Đấy. Vậy thì cái việc mà chúng ta đang nghĩ ở đây là khi nào chúng ta có cái tình trạng mà loãng xương hoặc là các cái bệnh về xương thì chúng ta mới bổ sung canxi, là đang đang là hơi bị ngược nhá, hơi bị thiếu. Mà ở đây bác sĩ khoa học khuyến cáo đó chính là chúng ta bổ sung canxi ngay từ khi còn trẻ để giúp cho cái duy trì được cái mật độ xương của chúng ta và không bị giảm mất xương khi về già. Và canxi thì rất cần thiết cho hoạt động, ngoài ra hoạt động đi lại thì rất cần thiết cho hoạt động đông máu và thần kinh và thần kinh liên quan đến các cái cơ cơ ở trong cơ thể, rất là cần ạ. Vậy thì nguồn cung cấp canxi đó chính là các cái thực phẩm từ sữa này, rau này, xanh thẫm này, và các cái loại củ cá thì ăn cả xương thì mới có canxi nhá. Nhưng thường thì chúng ta ăn cá thì giờ gì ạ? Ăn cá bỏ xương, đúng không các anh chị? Ăn cá bỏ xương nên là tình trạng thiếu canxi rất là nhiều, đúng không ạ? Vậy thì cái nhu cầu canxi của phụ nữ từ 18 đến 55 tuổi là gì ạ? 800 cho đến 1.000 mg, và phụ nữ có thai thì 1.200, còn phụ nữ cho cân bí con bú là 1.300 mg canxi. Rất là cao, đúng không ạ? Và canxi, bởi vì là canxi vô cùng quan trọng, và thêm đi cùng với lại canxi đó chính là magie. Magie canxi là một cặp đôi với nhau. Vậy thì cái vai trò của canxi là gì? Là hình thành nên tinh thể xương và làm giảm nguy cơ loãng xương, và duy trì các cái chức năng của cái hệ thần kinh và hỗ trợ miễn dịch, chức năng của các cái enzyme, đặc biệt là enzyme cofactor định hình hoạt động của các hormone trong cơ thể. Magie thì thường chúng ta ít khi mà nghe nói đến, nhưng mà magie lại là vô cùng quan trọng. Thiếu magie thì là lại gây ra rất là nhiều các cái hệ lụy, đúng không ạ? Và nguồn cung cấp magie này đó chính đến từ hải sản biển này, cá nước ngọt hoặc là thịt,
hoặc là ví dụ như rau xanh các loại đậu đỗ, vừng lạc thì cũng có. Phụ nữ từ 18 55 tuổi thì cái nhu cầu là từ 270 đến 300 mg magie một ngày và cộng thêm 40 mg magie đối với phụ nữ có thai hoặc là so với nhu cầu ở độ tuổi bình thường. Ngoài vitamin ngoài magie ra thì sau đó đó chính là vitamin D. Vitamin D thì thường thì chúng ta biết là tổng hợp vitamin D thì chúng ta sẽ ra phơi nắng đúng không ạ? Vitamin D thì giúp tăng cường hấp thụ canxi vào cơ thể và giúp cơ thể sử dụng tốt canxi và phosphor để hình thành duy trì hệ xương răng. Và vitamin D là một hormone, nhé, chứ không tương đương, không phải đơn thuần chỉ là một vitamin mà nó chính là một loại hormone và chịu trách nhiệm tăng tăng trưởng và bảo vệ cơ thể, giúp cho hệ giúp cho tăng cường hệ miễn dịch. Thế vậy thì theo nghiên cứu khoa học thì có những cái bệnh viện ở nước ngoài ấy, là họ giúp cho những người bệnh mà cơ thể yếu có thể khỏe hơn mỗi ngày là cho bệnh nhân ra phơi nắng, các anh chị, để tổng hợp vitamin D cho cơ thể đó. Và Việt Nam thì cũng đã có rất là nhiều các cái bài báo và những cái kiến thức đã ứng dụng cái chương trình này, có cái kiến thức này rồi. Và vitamin D thì nguồn cung cấp vitamin D từ quá trình quang hợp tổng hợp tác dụng của tia cực tím, và thì cái vitamin D này sẽ chuyển dưới da thành dạng vitamin D3. Và ví dụ như là nguồn cung cấp từ thuốc, chúng ta có thể cho cung cấp vitamin D từ thuốc, từ thực phẩm chức năng, rồi từ các cái thực phẩm bổ sung vitamin D, hoặc là ví dụ như trong gan cá hoặc là cá biển có béo thì cũng có chứa vitamin D. Thế nhưng mà thực ra thì rất ít các cái thực phẩm tự nhiên có lượng vitamin D nhiều. Và vitamin D thì thường thì chúng ta sẽ bổ sung từ thực phẩm tự nhiên thì không đủ mà cần phải bổ sung từ các cái thực phẩm bổ sung bên ngoài. Và phụ nữ từ 18 đến 55 tuổi thì sẽ cái lượng bổ sung vitamin D này tương đương với từ 600 đến 800 IU vitamin D, và phụ nữ cho con bú thì sẽ tương đương với 800 vitamin D một ngày. Vậy thì thứ hai, ngoài nhu cầu về dinh dưỡng ra, đó chính là cái duy trì lối sống lành mạnh. Duy trì lối sống lành mạnh là gì ạ? Là khuyến cáo vận động thường xuyên này, kiểm soát được căng thẳng stress trong công việc, đồng thời là duy trì sức khỏe của cái việc mà đi ngủ sớm này, thức dậy sớm, và kiểm soát được cân nặng, rồi khám sức khỏe định kỳ và không sử dụng hoặc là tiếp xúc trực tiếp với khói thuốc lá. Ví dụ như là xung quanh chúng ta có người hút thuốc lá thì chúng ta cũng nhắc nhở hoặc là chúng ta tránh những cái nơi đó ra. Đó chính là cái nguyên nhân gây ra các cái tình trạng cơ thể mệt mỏi và các cái bệnh cho phụ nữ. Và ngoài ra thì yếu tố quan trọng mà Việt Anh nghĩ là phải đặt lên hàng đầu đó chính là dành thời gian chăm sóc cho bản thân mình. Đó, đúng không ạ? Bởi vì cái thời điểm hiện nay là phụ nữ phải đảm nhiệm vô cùng nhiều các công việc khác nhau, từ sáng khi mở mắt ra cho đến tối là làm luôn chân luôn tay, đầu óc lúc nào cũng phải căng ra để suy nghĩ, sắp xếp tất cả các cái công việc, đúng không ạ? Vậy thì cái thời gian nào dành cho chăm sóc bản thân đây? Chị em chúng ta tự phải cắt ra cái thời lượng khoảng từ 10 đến 15 phút để chăm sóc bản thân mình, để tái tạo lại cái bộ máy cơ thể mình để duy trì được tất cả những cái hoạt động mà hàng ngày chúng ta phải đảm nhiệm. Vậy thì Việt Anh sẽ giới thiệu với các cô chú và anh chị một cái giải pháp đến từ nhãn hàng chăm sóc sức khỏe thực phẩm bổ sung Nutrilite, sẽ góp phần giúp cho phụ nữ chúng ta chăm sóc sức khỏe một cách chủ động và tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được công sức, chúng ta khỏi phải sử dụng những cái phương pháp nó mất thời gian này, rồi đi tìm các cái phương pháp nó khó thực hiện, mà chỉ thông qua cái giải pháp về dinh dưỡng thôi các anh chị, kết hợp với các cái phương pháp vận động khác. Thì cái bộ giải pháp dành cho sức khỏe phụ nữ thì là gồm là một trong các cái giải pháp về chăm sóc sức khỏe của nhãn hàng Nutrilite, gồm có chăm sóc sức khỏe nền tảng, chăm sóc sức khỏe hệ miễn dịch, hệ xương khớp, tim mạch, tiêu hóa đều có các bộ. Nutrilite là nhãn hiệu tiên phong về thực phẩm bổ sung dưỡng chất thực vật từ năm 1934. Với 80 năm dẫn đầu về khoa học và nghiên cứu,
Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Nutrilite chứa những thành phần phytonutrient tốt nhất và hiệu quả nhất. Quy trình sản xuất độc quyền từ khâu chọn hạt giống đến thành phẩm của Nutrilite giúp đảm bảo cung cấp phytonutrient trong bột đông khô thực vật với hàm lượng cao, giúp tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng cao và đáng tin cậy. Đó là cầu nối giúp cân bằng lượng dinh dưỡng thiếu hụt. Nutrilite giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn. Đó là lý do tại sao Nutrilite là nhãn hiệu vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới. Chúng ta vừa xem video vì sao là thương hiệu Nutrilite và Việt Anh giới thiệu hôm nay, đúng không ạ? Vậy thì tổng hợp lại là thương hiệu Nutrilite là nhãn hàng thực phẩm bổ sung có sự kết hợp, đầu tiên phải nói là tinh túy từ thiên nhiên. Tinh túy từ thiên nhiên là gì? Đó chính là Nutrilite là một nhãn hàng mà có cái nguồn nguyên liệu từ các cái nông trang hữu cơ, được chứng nhận theo tiêu chuẩn của USDA bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ các anh chị. Theo như ở Việt Nam được chứng nhận là một sản phẩm có từ hữu cơ đã rất là khó khăn rồi. Chứng nhận được cả trang trại hữu cơ đều rất là khó khăn và ngặt nghèo, nhưng Nutrilite đã vượt qua rất là nhiều cái tiêu chí kiểm định của tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ để trở thành một cái nhãn hàng mà sở hữu cái trang trại hữu cơ được chuẩn quốc tế. Và cái tinh túy thiên nhiên này còn được đảm bảo là từ hạt giống đến thành phẩm trải qua 9 bước nghiêm ngặt, duy trì sản xuất và kiểm soát chất lượng khép kín nghiêm ngặt. Và Nutrilite thì đảm bảo rằng các cái dưỡng chất từ thiên nhiên qua 9 bước này được lưu giữ trọn vẹn trong từng sản phẩm. Đây là độc quyền của Nutrilite. Và ngoài ra, cái tinh túy này được giữ trọn bởi vì sao? Nutrilite sở hữu cái chứng nhận NutriCert. NutriCert này là chứng nhận tiêu chuẩn canh tác cho các cái nông trại hợp tác với Nutrilite, bao gồm chất lượng canh tác hữu cơ, dưỡng chất thực vật trong mỗi sản phẩm được Nutrilite chứng nhận là theo tiêu chuẩn NutriCert. Và ngoài ra, một cái độc quyền mà không một nhãn hiệu nào ngoài Nutrilite có, đó chính là cái dưỡng chất thực vật ở trong mỗi sản phẩm Nutrilite mang lại đến tay người tiêu dùng. Và đây là nhãn hàng mà tiên phong sử dụng và dưỡng chất thực vật trong tất cả các cái sản phẩm của mình. Đây cái hình ảnh là dưỡng chất thực vật được lấy từ 5 màu sắc, từ màu trắng, màu cam, màu đỏ, màu tím và màu xanh. Và ngoài ra Nutrilite còn được kết hợp tinh túy từ khoa học. Tinh túy khoa học là gì? Đó chính là kết hợp từ thiên nhiên hữu cơ với các hơn 100 phòng thí nghiệm trên toàn cầu. Cái phòng thí nghiệm này thì được đặt ở rất nhiều các quốc gia trên thế giới để nghiên cứu cái thổ nhưỡng, cái sắc tộc, rồi cái màu da và thói quen của các cái con người ở tại địa phương châu lục đó, để tạo nên những cái sản phẩm phù hợp nhất đối với con người tại khu vực đó. Và ngoài ra, Nutrilite còn sở hữu đội ngũ các nhà khoa học và chuyên gia dinh dưỡng hùng hậu với hơn 1.000 các cái nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia nghiên cứu về các cái sản phẩm, và hơn 150 bằng sáng chế và rất nhiều các cái bằng sáng chế đang chờ được cấp phép đột phá về sản phẩm bao bì và công nghệ trong cái lĩnh vực về chăm sóc dinh dưỡng sức khỏe. Và cuối cùng đó chính là Nutrilite làm sự kết hợp giữa tự nhiên và tổng hợp, đi tiên phong trong cái những thực phẩm chức năng từ nguồn dưỡng chất thực vật, và góp phần mang lại cái sản phẩm bán chạy số 1 thế giới đến rất là nhiều triệu người tiêu dùng trên toàn cầu với anh chị. Và cái bộ giải pháp mà Việt Anh đưa ra đó chính là bộ giải pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ, thì gồm có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite sắt và acid folic, Nutrilite iron folic. Và ngoài ra thứ hai đó chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Psyllium, và thứ ba là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite canxi magie. Vậy thì nghe cái thành phần của ba cái sản phẩm này thì chúng ta chúng ta có nhớ rằng các cái vấn đề mà phụ nữ chúng ta gặp phải ngay từ đầu slide Việt Anh đã nói rồi đúng không ạ? Là thì ba cái sản phẩm này sẽ giải quyết từng trường hợp một về các cái vấn đề mà phụ nữ chúng ta hay gặp phải, thì gói gọn lại trong một cái bộ giải pháp này rất là nhanh gọn
Tiện lợi mà chúng ta không cần thiết phải tìm quá nhiều các cái loại thực phẩm, bởi vì Nutrilite đã kết hợp từ tinh túy từ khoa học và cái tinh hoa từ khoa học và tinh túy từ thiên nhiên để chiết xuất ra những cái viên thực phẩm bổ sung tiện lợi này rồi. Ví dụ như cái vai trò của viên đầu tiên đó là sắt axit folic đối với sức khỏe, thì sắt vừa chúng ta nói rồi ạ. Sắt thì tham gia tổng hợp cái tế bào hồng cầu đúng không ạ, và vận chuyển oxy đến các cái tế bào, rất là quan trọng trong cái hoạt động thần kinh và thể chất, tạo enzyme miễn dịch nữa đúng không ạ, tốt cho thể lực trí tuệ. Còn axit folic thì sao? Axit folic thì tham gia vào cái quá trình mà phân chia các loại tế bào và đặc biệt là các cái mô, và tham gia là một cái chất dẫn truyền thần kinh ở não đúng không ạ, cần thiết cho thai kỳ khỏe mạnh. Chị em phụ nữ là rất cần thiết cái axit folic này đúng không ạ, để tham gia ngăn ngừa thiếu máu rồi ngăn ngừa cái khuyết tật bẩm sinh ở thai nhi. Thế vậy thì cái sắt axit folic này được tổng hợp trong cái sản phẩm là thực phẩm chức năng Nutrilite sắt axit folic, iron folic, viết ở ngoài như vậy. Và thành phần của nó thì một viên thì sẽ chứa 10 mg sắt hữu cơ, và trong đó thêm nữa là có 226 mg folate, tương đương với lại 133 mg axit folic và bột đông khô rau bila, nguồn gốc từ các nông trại hữu cơ. Đây là đều là sắt hữu cơ, có nguồn gốc từ gì ạ? Thành phần đều nguồn gốc từ thực vật đúng không ạ? Nguồn gốc từ thực vật thì giúp cho cơ thể chúng ta hấp thụ một cách tối ưu, và ngoài ra cái thực vật đó thì lại được nghiên cứu và nguồn gốc là từ nông trại hữu cơ được chứng nhận quốc tế của Hoa Kỳ đúng không các chị? Tại chúng ta có thể yên tâm chưa? Hấp thu tốt nhất từ thực vật, và cái thực vật đó thì lại được nguồn gốc từ trang trại hữu cơ được chứng nhận. Và ngoài ra thì cái công dụng của nó đó chính là bổ sung sắt hữu cơ và axit folic cho cơ thể, hỗ trợ quá trình tạo máu, rồi hỗ trợ giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt, là cái tình trạng mà rất nhiều các cái chị em phụ nữ và trẻ em gái bị bây giờ đúng không ạ? Vậy thì cái đối tượng phù hợp đó chính là gì ạ? Những cái người mà thiếu máu do thiếu sắt này, da nhợt nhạt xanh xao này, rồi những người bị thiếu máu, mất máu do tai nạn hoặc là do kinh nguyệt, hoặc là những cái đối tượng ví dụ như phụ nữ mang thai cho con bú là có cái nhu cầu sắt tăng cao, và những người ví dụ như là ở chế độ ăn đặc biệt hoặc là chế độ ăn chay thì có thể bị thiếu hụt sắt, thì cái viên bổ sung sắt này nó vô cùng là cần thiết. Và cách sử dụng là uống 3 lần một ngày, mỗi lần một viên sau khi ăn, rất là cụ thể đúng không ạ? Và ngoài ra thì là cái sản phẩm thứ hai để cung cấp giúp giải quyết vấn đề, giúp cho chị em giải quyết các vấn đề sức khỏe, đó chính là vitamin E. Vitamin E đó chính là nguồn gốc là gì? Sinh sản đấy đúng không ạ? Cứ nói đến E là nói đến sinh sản đúng không ạ? Vậy thì E thì giúp gì? Giúp chống oxy hóa, bảo vệ các cái tế bào của cơ thể và tốt cho cái hệ tim mạch, bảo vệ hệ cơ xương. Và chị em chúng ta mà muốn da đẹp, đặc biệt là muốn da đẹp thì không thể nào mà thiếu E được. E thì giúp cho có làn da tươi trẻ và mịn màng, giúp cho gì ạ? Giúp cho duy trì cái estrogen của chúng ta đấy, là cái hormone về nữ tính, quyết định cái sự nữ tính này, vẻ đẹp mịn màng của làn da, rồi đường cong của cơ thể, phần nào ra phần đó, đó chính là estrogen đúng không ạ? Vậy thì cái estrogen này là do vitamin E, nó rất là cần thiết vitamin E này. Và ngoài ra thì vitamin E thì sao ạ? Còn giúp cho sự phát triển của thai nhi và giảm tỷ lệ sinh non và sẩy thai trong cái giai đoạn mang thai nữa các anh chị. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và ngoài ra thì là các cái triệu chứng ví dụ như là bốc hỏa này, rồi rối loạn kinh nguyệt này, thường xảy ra ở những phụ nữ tiền mãn kinh đúng không ạ? Thì cái vitamin E này cũng giúp là giảm cái triệu chứng bốc hỏa này xuống, để cho cơ thể của phụ nữ chúng ta đỡ khó chịu trải qua cái thời điểm này một cách nhẹ nhàng hơn. Và vitamin E còn giúp gì ạ? Giúp mà cải thiện được cái triệu chứng đau bụng kinh ở những cái bé gái tuổi vị thành niên, bắt đầu cái bị kinh nguyệt hàng tháng đấy, thì giúp giảm đau bụng kinh. Đây là một sản phẩm cực kỳ là tuyệt vời dành cho các cái lứa tuổi, từ bắt đầu từ gì ạ? Tuổi vị thành niên cho đến thời kỳ tiền mãn kinh đúng không anh chị? Rất là tuyệt vời ạ. Và cái thực phẩm E này thì ở trong mỗi cái viên thực phẩm E, Nutrilite Psyllium E này, nó sẽ bao gồm 400 IU vitamin E, gồm
thì có là 330 mg, thì tương đương với 400 IU vitamin E đấy. Và ngoài ra đặc biệt hơn thì không những có E mà trong một cái viên vitamin E của Nutrilite này nó sẽ kết hợp 10 mg selenium từ nấm men nữa và 50 mg bột lông khô ngò tây từ trang trại Nutrilite. Các anh chị có nhận thấy rằng là cái thành phần của nó hầu như là toàn từ thực vật đúng không ạ? Toàn từ thực vật, các cái nấm men này và các cái bột đông khô rau ngọt tây tham gia vào cái quá trình tổng hợp kết hợp với vitamin E rất là tốt cho cơ thể chúng ta, mà bình thường là chúng ta sẽ rất ít khi mà có thể tìm thấy những cái loại thực phẩm này chất lượng như vậy từ cái thực phẩm ở bên ngoài chúng ta ăn, hoặc là phải ăn một cái số lượng thực phẩm rất là nhiều thì mới tổng hợp được 400 IU vitamin E một ngày đó, đúng không ạ? Vậy thì thay vào đó là cái thực phẩm vitamin Paracilumen này đã chỉ cần một viên một ngày thôi là đã cung cấp đầy đủ cái lượng vitamin E tối ưu, và còn thêm cả nấm men và bột đông khô ngò tây để giúp cho chống oxy hóa cho cơ thể. Và cái công dụng này thì là giúp chống oxy hóa tự nhiên và chống lão hóa, hỗ trợ cho sức khỏe tim mạch. Mỗi ngày sử dụng một viên dành cho trẻ vị thành niên, ví dụ như là khuyến cáo là từ 15 tuổi trở lên, những cái bạn mà bắt đầu cái thời kỳ kinh nguyệt là đã sử dụng được vitamin E này rồi, đúng không ạ? Và ngoài ra một cái vai trò cuối cùng, một cái sản phẩm cuối cùng đó chính là canxi magie. Canxi magie thì như chúng ta vừa đã được nghe Việt Anh nói về cái slide trước, đó chính là gì ạ? Canxi thì tăng cường chức năng xương khớp, ngăn ngừa loãng xương đúng không ạ? Rồi duy trì cái vẻ khỏe mạnh thon gọn và ngăn ngừa tổn thương da, tránh các cái hội chứng về kinh nguyệt. Vậy thì còn magie thì sao ạ? Giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, giảm cái hội chứng về kinh nguyệt và đau bụng kinh, giảm đau đầu, đau nửa đầu và tốt cho sức khỏe xương khớp. Magie là một cái chất dẫn truyền để tham gia rất chuyện dẫn truyền thần kinh rất là tốt, và canxi magie là một cặp đôi là gì ạ? Gì gọi là canxi là vua thì magie là hoàng hậu đấy các anh chị. Vậy thì một sản phẩm nào mà có sự kết hợp của cả vua và hoàng hậu thì đúng là tuyệt vời đúng không ạ? Thì thường thì chúng ta khi mà sử dụng canxi thì sẽ thiếu và sẽ không có nhìn thấy cái thành phần magie này, nhưng mà khi cái sản phẩm Nutrilite là một cái sản phẩm tuyệt vời, là có sự kết hợp của cả magie và cả canxi trong một viên thực phẩm canxi Nutrilite canxi magnesium, gồm thì mỗi viên này gồm có là 217 mg canxi dưới dạng canxi carbonate nhé. Canxi carbonate là một cái loại canxi làm sao ạ? Rất là dễ hấp thu của cơ thể ạ, và không gây ra những cái tình trạng gì như ví dụ như là lắng cặn, sỏi mật, sỏi thận đấy. Thì là đây là một cái dạng canxi là vô cùng là gọi là canxi hữu cơ, hấp thụ rất là tốt cho cơ thể rồi, không gây nóng. Và ngoài ra cái hiện và còn kết hợp tỷ lệ vàng 2 canxi 1 magie, 217 mg canxi kết hợp với 108 mg magie dưới mỗi viên. Và magie cũng là dạng gì? Magie oxit, là một cái dạng magie là dễ hấp thụ nhất cho cơ thể rồi. Và thêm nữa, trong canxi magie này lại còn có kẽm, mangan và đồng. Tuyệt vời không ạ? Thường thì chúng ta bỏ tiền ra mua canxi thì là chỉ có canxi không thôi ạ. Nhưng mà Nutrilite thì lại kết hợp khuyến mại thêm là gì ạ? Magie, kẽm, 3,3 mg kẽm, 0,8 mg mangan, 0,7 mg đồng nữa. Trời ơi tuyệt vời. Và toàn là kẽm thì dưới dạng citrat, rồi mangan dưới dạng mangan citrat, và đồng cũng là đồng citrat các anh chị. Tuyệt vời quá đúng không ạ? Vô cùng là chất lượng, gia tăng thêm cái chất lượng cho viên canxi. Và ngoài ra thì còn kết hợp thêm bột đông khô của cỏ linh lăng từ trang trại hữu cơ Nutrilite được chứng nhận. Vậy thì cái thành phần của công dụng của viên này thì chúng ta đã nói rồi, là giúp hệ xương răng, răng này, xương này chắc khỏe này, giúp cho phát triển chiều cao ở trẻ và hỗ trợ giảm cái nguy cơ còi xương chậm lớn ở thiếu niên và cái nguy cơ loãng xương ở người già, và nên bổ sung từ khi chúng ta còn trẻ để duy trì cái mật độ xương, chứ không không nên là duy trì khi mà có vấn đề về xương rồi chúng ta mới bổ sung, thì lúc đó đã có cái tình trạng về mất cái mật độ xương trong cơ thể chúng ta rồi. Và khuyến cáo là
Mỗi một ngày 3 lần và mỗi một lần một viên, tốt nhất là sau khi ăn. Và đối tượng sử dụng là thiếu niên từ 9 tuổi trở lên và người trưởng thành cần bổ sung canxi đã sử dụng được rồi. Và ví dụ như là thiếu niên từ 9 tuổi, còi xương chậm lớn, có cái tình trạng đó, và người ở chế độ ăn thiếu hụt canxi, hoặc là cái cơ thể của người mà bị hấp thu canxi kém, và phụ nữ ở trong độ tuổi tiền mãn kinh hoặc là người già bị bệnh loãng xương là hai cái đối tượng mà bị thiếu canxi rất là nhiều, nên là mới có cái hiện tượng là loãng xương này, rồi có cái hiện tượng mà bốc hỏa này. Thì là nếu có cái hiện tượng đó thì rất dễ là chúng ta nằm trong cái đối tượng về thiếu canxi. Vậy thì cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ gồm có kết hợp với lại gì ạ? Thói quen vận động lành mạnh và chế độ ăn khoa học lành mạnh, đảm bảo các cái chế độ, các cái dinh dưỡng phù hợp với cơ thể phụ nữ. Và gì ạ? Ngoài ra kết hợp với yếu tố cuối cùng là gì các anh chị? Luôn luôn giữ cho mình một cái tâm hồn và một cái tâm thái trẻ trung, tích cực, yêu đời, đúng không ạ? Thì ba cái yếu tố này kết hợp sẽ tạo nên một cái sức khỏe tối ưu cho phụ nữ. Và mà thực phẩm mà giải pháp hôm nay Việt Anh đưa ra sẽ nhằm hỗ trợ ở cái góc trên cùng, đó chính là hỗ trợ về giải pháp về dinh dưỡng cho chị em phụ nữ chúng ta đỡ mất thời gian hơn khi mà lựa chọn các cái loại thực phẩm và chế biến thực phẩm ở trong ngày, để chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho con cái của mình, cho gia đình của mình, và dành nhiều thời gian hơn cho những cái hoạt động xã hội và các cái mục tiêu trong cuộc sống của mình. Và cái bài chia sẻ của Việt Anh đến slide này là xin phép được dừng hình và xin chúc tất cả các cái chị em phụ nữ của chúng ta trong phòng Zoom ngày hôm nay và các anh nam giới đã có những cái thu hoạch và có những cái kiến thức nhất định về các cái giải pháp chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình và cho mẹ mình, cho vợ mình, cho bạn gái của mình, cũng như là con gái của mình nếu như có, đúng không ạ? Và sau đây thì sẽ xin nhường lời lại cho MC ạ.